đường xuống hẻm tu sản để đi thuyền. Đấy. Từ khu vực có thể dừng xe máy đi xuống chắc cũng phải mất tầm 5-7 phút. Em phi bên mèo vào sang đây. Vâng, tàu nhà của em có cái nhà nổi phía à. Đầu bên kia. Nó làm cơm nước các thứ. À, cơm nước ở dưới bến. Vâng, cơm nước tại giữa sông luôn. Thế không biết nhỉ? Trưa nay ăn ở đây không? Anh không biết anh đặt ăn ở ở ấy. Vâng, thôi lần sau anh. Ừ. Em giới thiệu các bác. Đoàn ăn cũng đoàn anh cũng nhiều 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 thời gian. Tối nay ngủ bảo lạc mà. Mình cũng không vội. Bảo tưởng không ấy thì cứ ra Mèo Vạc đi, xong rồi ngồi xe ô tô đi về đây luôn, đỡ bất công. Bây giờ anh sang Cao Bằng à? Ừ, tối nay ngủ bảo là Cao Bằng. Ngày mai ngủ thành phố. Thác Bản Dốc. Đúng rồi, mai đi thăm Thác Bản Dốc, Gườm Ngao. Con thuyền không đặt là năm chín. À, rồi. Bà con đang vụ thu hoạch. Em người trên này luôn hay sao? Em là lên trên này được 13 năm rồi. 13 năm. Dạ. Trước là ở đâu? Trước em ở Tuyên Quang. Tuyên Quang. Rồi, chưa. Sắp đến nơi rồi. Sắp đến nơi em à. Nhưng mình là người giấy hay là người Tày cơ? Người Tày ạ. Người Tày ạ. À. Rồi, đến nơi rồi ạ. Xong đứng đợi đợi đúng không? Mình sẽ đi lên thuyền kia à. Rồi chở sang bên kia. À. Đây chú, mình xuống thuyền nhỏ kia ạ. Nhà để xe đấy là nhà của anh à? À, nhà của chú à?
Vâng. Rồi mình thường xuyến thùng xuống thuyền nhỏ kia để mình đi sang bên thuyền lớn ạ. Thuyền nhỏ trở sang bên kia để đi thuyền lớn ạ.